chia sẻ những khó khăn với chính phủ nhân dân Việt Nam, đặc biệt các tỉnh thành đang là điểm nóng về dịch COVID-19. Đồng thời, đại sứ bày tỏ sự ngưỡng mộ về những hiệu quả quyết tâm của chính phủ cũng như sự đồng lòng của người dân thực hiện trong các chính sách mà chính phủ đưa ra. Đại sứ cho hay ông rất cảm động khi được chứng kiến cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã có nhiều hành động đẹp như nấu cơm phục vụ cán bộ y tế của nhiều bệnh viện Ba Lan chống dịch hồi năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ lời cảm ơn những tình cảm của ngài đại sứ nói riêng và chính phủ Ba Lan nói chung dành cho chính phủ nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Sự hỗ trợ này giúp cho Việt Nam có thêm nguồn lực chống dịch và càng tô thêm ý nghĩa khi hai nước bước sang 71 năm quan hệ ngoại giao.